lộ diện những sao nam Cbiz cổ trang si tình nhất bạn anh. Nếu bạn yêu thích phim chung, đặc biệt là thể loại cổ trang thì sẽ biết đến mô típ xây dựng kịch bản và hình tượng nam chính cực cuốn đúng không nào. Và mới đây trên không gian mạng xứ Trung thì các netizen đã tìm ra những nam thần ưu tú đang nổi đình nổi đám gần đây trên màn ảnh nước bạn. Tiếp tục phải nhắc đến Trường Tương Tư, phim có sự hiện diện của ba sao nam là Đặng Vi, Đàn Kiệt Thứ, Trương Văn Ý, trong đó Đặng Vi đã lọt vào bảng xếp hạng này. Vai diễn đồ sơn cảnh của Đặng Vi thậm chí còn được nhiều người yêu thích hơn là nữ chính Dương Tử đó nha. Nhiều fan nữ khẳng định họ gục ngã bởi sự si tình, nhất kiến trung tình, sơn cảnh dành cho tiểu yêu Dương Tử. Chỉ nhờ một vai diễn này mà Đặng Vi đã vụt sáng trở thành tiểu sinh được săn đón nhất nhì Cbiz. Nhân vật của Trương Lang Hách trong Vân Chi Vũ, một dự án lên sóng sau Trường Tương Tư cũng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì tạo hình của mỹ nam họ Trương trong phim lại nhận về ý kiến trái chiều. Nếu nhìn ở góc độ si tình thì công tử Vũ quả thực rất yêu thương Vân Vi Sam, Ngô Thư Hân thủ vai. Điều này đồng nghĩa việc là anh chàng xứng đáng lọt top bảng xếp hạng này đó nha. Tiếp tục là Ngô Thư Hân, nhưng cô nàng sánh vai cùng Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết. Không chỉ có thần thái và vẻ ngoài cực khôn ngầu, cách đại ma đầu Đông Phương thanh thương, yêu thương hoa lan nhỏ, chấp nhận vì nàng mà hy sinh cả thiên hạ cũng lấy được thiện cảm của rất nhiều khán giả. Bên cạnh Liên Hoa Lâu thì Tư Phượng, Thành Nghị ở Lưu Ly mỹ nhân sát đã khiến ba chị em phải mê mệt. Nam diễn viên được khen ngợi bởi cách thiết lập nhân vật này, diễn xuất từ giao học cực tốt với bạn diễn. Bạn còn nhìn ra nam thần si tình nào trên màn ảnh phim cổ trang Hoa ngữ không? Hãy để lại bình luận bên dưới với chúng mình nha!